Hello cô chú anh chị. Ngày mới cho hạng vlog 1990 xin chúc cô chú anh chị ngày mới thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Nay hạng không có đi thăm bảy mà đi cuốn bảy cô chú anh chị ơi. Cái luồng bảy bên đó bên Bình Chánh. À, đặt 40 cái mà bây giờ nó mắc lẻ tẻ chứ còn ba ngoài cái 30 cái mà cô chú anh chị. Dưới nắng quá trời luôn mà thăm mấy cử rồi dính có con hai con gì không à. Nay mình đi cuốn rồi có dính thì hẳn sẽ quay chia sẻ lên cho cô chú anh chị xem nha. Nhưng mà đặt trong đây một cái nè cô chú anh chị. Mấy bữa trước là đặt ở đây. Bên kia dưới bên đó nói chung là ở đây là đặt 5 cái mà lấy hết 4 rồi còn một còn có cái này rồi đặt đến mất tiêu luôn. Nó vừa đẩy 2-3 tấm lấy luôn trời. Trời ơi, đổi vô leo ra luôn nè. Bốn bó tay. Trời ơi, trời bó tay thiệt chứ. Bó tay coi chú anh chị ơi. Cái người dân ở đây làm như người ta có thù với cái bãi rắn này á. Nãy đặt cái khu bên bản là 10 cái là hôm trước là chưa quay clip á là mất 5 cái còn 5 mà cứ nãy đi vô thăm là đi cuốn là còn có 3 cái mất 2 cái rồi còn cứ gọi đặt đây 5 cái mất 4 còn 1 cái này bên này lấy cái này luôn bó tay. Có thù với bãi rắn thiệt rồi, gặp lụm, gặp lấy à. Lấy không đặt cũng đem về nhà, để nhà cô chú anh chị. Ngộ thiệt. Bỏ tay cô chú anh chị ơi. Đặt cái đèn cái nè cô chú anh chị ơi. Dính gì không, sao trống lỏng con lơ vậy. Ồ, có phần. Phần nền xuống của chú anh chị. Cái nhỏ quá. Trời ơi. Rồi, hàm nè. Phần ba quá. Cái đầu nè. Hẳn quá, đặt cái đèn cái nè của chú anh chị. Cái nỗi sợ của mấy anh em đi bẫy là không phải là dính con rắn độc và sợ nhất là đi bẫy rồi mà lại tới thăm cái bẫy mà nó còn cái chỗ còn cái bẫy thì nó bốc hơi rồi cô chú anh chị không biết vô rắn gì mà nó lọc da đây mà cô chú anh chị thấy lọc da không em biết vô con gì nữa đồ nặng lắm. Rồi hàng khủng rồi cô chú anh chị ơi, biết có thấy không, dữ lắm rồi. Lông thừa, lông thừa nó không có nát được trời. Lông thừa cô chú anh chị ơi, con này chắc cả ký 2, ký 3, gì ký gửi gì dữ lắm nặng luôn mà. Chút xíu em bắt ra cho mọi người xem ha. Hẳn có đặt ở đây một cái này cô chú anh chị. Nói quan cảnh nè. Xong đặt trong đây trong lùm nè. Nghe que vậy.
chết chuột rồi. Ủa à, có phần, có phần, phần xanh xanh này con chứ anh chị. Đây còn thấy không đó, cho chú tay có hành nè, xanh xanh chắc này chắc nhỏ xíu quá nha tay. Rồi ngắn ba nhỏ xíu à, rồi giờ không thấy luôn đó. Cô chú anh chị xíu à, chút xíu á, hẳn đem về nhà hết rồi à, mời cô chú anh chị xem hẳn mất gắn nha, về nhà đâu rồi bắt ra luôn, hẳn có đặt dưới đây cái cô chú anh chị ơi. Có phần cô chú anh chị ơi, phần nữa này, cái hành nhỏ rồi, em hành mini nhỏ lúc này nha, hành ba cô chú anh chị ơi. Em đặt lên cái này cô chú anh chị, cái số lọt là lật ngang luôn mà chạy, cái lọt lật luôn rồi. Ô sẵn vô rồi. Rồi thời của chú anh chị, thời cũng nhỏ à, tầm chắc ở nửa ký 600 gram mà mấy cô chú anh chị. Có đặt lên cái này cô chú anh chị. Lúa em có hồng nhất bự nhỏ luôn, có lúa em là có cho anh chị. Rồi có cho anh chị rồi, hành ba em nói nhỏ xíu cho em, lúa hai bịch quá trời nặng rồi. Hành ba cô chú anh chị ơi, chào cô chú các anh chị. Ngày sáng giờ hẳn cũng đi cuống bẫy cũng về xong rồi anh chị, cô chú anh chị cuống 40 cái mà còn 35 cái à, mất hết 5 cái rồi. Đây là thành quả sáng giờ này cô chú anh chị, hành ba cô chú anh chị có con trong đây được hành ngày, trong ngoài ra 200 gram hay không, không có bự. Đây là con thừa, con hèo á cô chú anh chị, con này chắc cỡ ký mấy, cái con này khoảng 6 cái lạng. Để hẳn sẽ mất thời gian của chú anh chị hẳn nhiều người đi ra clip xíu cô chú anh chị bắt ra xong rồi hẳn quay cho thành quả cô chú anh chị xem nha. Một lát bắt rồi hẳn cũng bắt đá xong nghe cô chú anh chị, hẳn có được cái ký gửi đậu lại cô chú anh chị ơi. Này hai con long thừa, con kia khoảng ký 2 ký 3 gì đó, con 600 gram. Cô chú anh chị cho hẳn cái lúc clip ở đây nghe cô chú anh chị, cô chú anh chị xem clip vui vẻ,
Bye bye.